Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2012. Tôi cần thông báo cho tất cả đồng bào dân Việt chúng ta ở khắp năm châu được rõ, đó là việc chúng ta cần hội tụ lại thành một hội đồng cứu nguy dân Việt và nước Việt gấp, vì tận thế gần kề và chúng ta có bổn phận đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, mời gọi chúng ta người dân Việt có bổn phận thông báo những tin mừng vô cùng vĩ đại và vô cùng quan trọng từ trước đến nay. Đó là việc Cha Trời Giêsu đại diện cho Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ trở lại quả địa cầu để cứu rỗi nhân loại vào thời mạt kiếp này. Vì cơ trời chuyển, quả địa cầu sẽ có động đất, tsunami và chiến tranh cũng như tai nạn vô cùng khủng khiếp ở quả địa cầu sẽ xảy ra. Và lúc đó chỉ có những ai sống đẹp lòng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là phải sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu thì mới được tồn tại và được cứu rỗi. Bằng ngược lại, những ai sống nghịch theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu thì chắc chắn những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, cũng như linh hồn sẽ bị thiêu đốt vô cùng khủng khiếp trước khi được dịp cứu xét bởi Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để có thể được đầu thai tiến hóa đời đời kiếp kiếp hay là không, hoặc là sẽ bị thiêu đốt nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều ngàn năm, cũng như phải ở chung với bọn quỷ Sa Tăng gô vô cùng hung dữ, ác độc và khủng khiếp trước khi được cứu xét một lần nữa. Đây là sấm lệnh vô cùng quan trọng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo cho tất cả nhân loại nói chung và đặc biệt cho dân tộc Việt chúng ta nói riêng. Kính thưa đồng bào quý mến, tôi chính đây thánh giống tại thế mình vương nước Việt. Vì thế, đồng bào hãy vững tin và hãy vào trang website Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt trên YouTube hoặc là vào trang website nhà của chúng ta là faithgodjesuschrist.com để học hỏi về những sự việc vô cùng vĩ đại mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho dân tộc Việt chúng ta biết trước. Vì thời Thánh Đức sắp xảy ra bởi sự chuyển mình của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho càn khôn nói chung và ban cho dân Việt và nhân loại ở quả địa cầu này nói riêng. Kính thưa anh chị em thương mến, nhớ tất cả chúng ta nhân loại cần sám hối gấp
tất cả những leader trên thế giới cần phải vào trang website để học hỏi và đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Cũng như tất cả nhân loại cần phải làm như thế, những ai có thể làm được việc gì thì hãy làm về việc thông báo tin mừng vĩ đại của Cha Trời ban cho nhân loại vào thời mặt kiếp này. Và nhất là những kẻ làm truyền thông, quý vị hãy sốt sắng làm nhiệm vụ quan trọng của mình, đừng chậm trễ nữa. Và cũng như những ai đã và đang phạm những tội ác tày trời, thì đây là dịp để quý vị lập công chuộc tội cùng Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì nếu quý vị chậm trễ thì chắc chắn quý vị sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Và đây là hình ảnh quỷ Satan. Hãy coi cho rõ. Mắt, mũi, miệng và đang tìm cách bắt những linh hồn tham sân si hung dữ ác độc. Vào thấy đây là mắt đây, mũi đây và miệng đây. Và quỷ dưới này quỷ nhiều lắm, sẽ bắt những linh hồn tham sân si hung dữ ác độc, những kẻ giàu có ích kỷ kiêu ngạo. Và đây là cặp mắt của ông rồng. Chúng tôi đang cố gắng đuổi thằng quỷ dữ này, bọn quỷ dữ này, tức là dùng quyền năng của Thiên Chúa Giêsu để đuổi bọn quỷ dữ này đi bằng cách là thông báo những phép lạ tin mừng và những sấm truyền vô cùng đặc biệt của Cha Trời Giêsu cho tất cả nhân loại. Đó là phương cách để chúng ta đuổi bọn quỷ dữ này đi. Hoa hầu nhiều người được cứu rồi. Mà thấy ông quỷ nhiều lắm. Quỷ nè, đây ông rồng đây, mắt, hai con mắt, cặp mắt ông rồng đây, cái đầu ông rồng đây nè, đầu ông rồng ở đây đang đuổi bọn quỷ dữ này đi chỗ khác. Hãy lập công chuộc tội, hỡi những kẻ giàu có, ích kỷ, kiêu ngạo, hung dữ, ác độc, những kẻ quyền thế, tham sân si, những kẻ cộng sản và những kẻ tự do quá trớn. Tất cả nhân loại hãy mau mau sám hối gấp. Nếu chậm trễ thì những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, hoặc là sẽ bị lửa nóng hàng ngàn ngàn độ thiêu đốt vô cùng khủng khiếp. Và đây là Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời. Trong lúc tôi làm việc, tôi chụp được. Đây là ấn chứng của Cha Trời ban cho và cho biết sấm điển vô cùng quan trọng của Thượng Đế ban cho tất cả nhân loại. Và tất cả nhân loại cần phải biết, cũng như tất cả chúng ta cần phải thông báo cho anh chị em nhân loại chúng ta được biết gấp, ngõ hầu để nhiều người được cứu rỗi
bởi hồng ân của Thiên Chúa Giêsu. Và ấn chứng khi tôi làm việc, khuôn mặt của những chiến sĩ anh hùng trận vong đã hiện ra phụ trợ cho tôi làm việc. Và linh hồn, hồn của tôi là tướng nhà trời, thánh giống phụ đổng thiên vương. Xác của tôi là một Phật sống của càn khôn mà cha trời thượng đế toàn năng đã tác tạo ra trước khi có mặt trời. Và thêm một ấn chứng nữa là ông bà tổ tiên Việt chúng ta đã hiện ra trong lúc tôi làm việc. Vì lẽ đó, đồng bào hãy vững tin đây chính là Minh Vương Thánh Giống, vua nước Việt mà cha trời thượng đế toàn năng ban cho càn khôn nói chung và đặc biệt cho dân tộc Việt chúng ta nói riêng, qua sự cầu bầu khẩn thiết của ông bà tổ tiên Việt chúng ta, Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho phép tôi giáng lâm tái thế một lần nữa để cùng nhau, cùng đồng bào làm những việc vô cùng vĩ đại, hữu ích cho càn khôn nói chung và cho nhân loại nói riêng. Và đây là thêm một ấn chứng vô cùng đặc biệt nữa là sư tử nhà Chúa đã hiện ra trong lúc tôi làm việc. Trong sách Khải Huyền có nói về phần này. Hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con bay ngang qua mặt trời. Tôi cho đồng bào coi hình ảnh đậm hơn để đồng bào có thể nhận diện chi tiết rõ ràng hơn. Đây, sư tử nhà Chúa trong sách Khải Huyền có nói về phần này. Sư tử cha bảo vệ sư tử con. Đồng bào hãy coi, xem xét cho rõ. Trên trang website của chúng ta có rất nhiều detail về phần này. Hình này hiện ra một năm sau khi hình khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên trời, cảnh báo mặt trời sẽ nổ, sức nóng mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu. Lúc đó tsunami động đất, nước sẽ dâng tới mây, lúc đó sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, và lúc đó chỉ có Thiên Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta và gia đình chúng ta cũng như đất nước chúng ta. Thêm một hình ảnh vô cùng quan trọng nữa là một năm sau khi khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra thì hình ảnh sư tử nhà Chúa hiện ra vào buổi trưa vào lúc 12:45. Sư tử này là sư tử để tiêu diệt quỷ Sa-tan và quỷ rau xanh, cũng như tiêu diệt những kẻ ác cố chấp kiêu ngạo hung dữ ác độc. Và hình màu gốc là lợt hơn như thế này. Tôi làm đậm hơn để đồng bào coi đi theo nhiều nét hơn. Và hình này hiện ra vào khoảng 12:40 trưa 29 tháng 8 năm 2010, tức là một năm sau khi khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009, thì hình ảnh này hiện ra đúng một năm sau trong lúc tôi làm việc và cầu nguyện ở ngoài trời. Và hình ảnh này là hiện cũng đúng ngày 29 tháng 8 năm 2010, đúng một năm sau ngày khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra. Và hình ảnh này hiện ra vào khoảng 9:35 sáng
ngày 29 tháng 8 năm 2010. Một lần nữa, đồng bào có thể vào trang website của chúng ta để xem xét và học hỏi, để hiểu biết thêm và hãy chấp hành lệnh của Cha Trời Thượng Đế toàn năng gấp. Hãy làm bất cứ những gì mình có thể làm được. Đây là trang website, hãy vào rồi học hỏi rồi làm liền, làm bất cứ những gì mình có thể làm được. Vì Cha Trời Thượng Đế toàn năng mời gọi tất cả nhân loại chúng ta cùng nhau nhập cuộc. Và đồng bào nên nhớ rằng Cha Trời Thượng Đế toàn năng có rất nhiều phần thưởng cho tất cả chúng ta. Thành ra đừng có ai ganh tị gì hết. Cha Trời kêu ai thì nấy dạ. Cha Trời mời gọi tất cả nhân loại chúng ta hãy nhập cuộc, làm việc, chuông gọi hồn, trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Và cùng lúc làm việc Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và nước Việt nói riêng cho dân tộc Việt chúng ta. Và điều quan trọng hơn hết là việc làm chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Kính thưa đồng bào thương mến, riêng về phần dân tộc Việt chúng ta thì chúng ta cần phải làm việc Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và nước Việt mà Cha Trời Thượng Đế toàn năng đã chấp thuận và đã ban cho tôi sấm điển để tôi mời gọi đồng bào cùng nhau làm việc. Thứ nhất là việc làm chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng, và đồng thời làm việc Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và nước Việt. Kính thưa đồng bào thân mến, hãy vui mừng lên, hãy làm việc của mình. Một lần nữa, tôi Thánh Giống Vương Đạo Đại Việt, Minh Vương nước Việt, thành khẩn kêu gọi toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta hãy cùng nhau nhập cuộc. Vui mừng vì Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng đã ưu ái ban cho dân tộc Việt chúng ta biết trước về cơ tận diệt đối với những cái ác, và thời cứu rỗi cho những người hiền hòa biết vâng lời Cha Trời Thượng Đế toàn năng qua sự dạy bảo và hướng dẫn của Thiên Chúa Giêsu. Kính thưa đồng bào thân mến, tôi xin tạm biệt và xin đồng bào đừng để tôi chờ lâu nữa, tại vì suốt cuộc đời trai trẻ của tôi kỳ này khi mà giáng lâm, tôi đã hy sinh quá nhiều đến nỗi bây giờ tôi không còn sức nữa. Nhưng nhờ có hồng ân thần khí của Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho tôi, thành ra tôi mới còn ngồi đây thưa chuyện cùng đồng bào và sẵn sàng đồng hành cùng đồng bào để cùng nhau làm việc chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng và việc làm Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và nước Việt. Có một số đồng bào hỏi background tôi là ai là gì. Dạ thưa, tôi là một y sư, nhạc sĩ, sáng tác healing music. Nhạc mà đồng bào đang nghe là nhạc do tôi trình tấu và sáng tác theo lệnh của Cha Trời ban cho nhân loại và bảo tôi làm, ban cho nhân loại. Đồng thời tôi là một lương y rất là giỏi, và đương nhiên tôi đã từng làm những việc cứu giúp đồng bào chúng ta qua một số vấn đề vô cùng đặc biệt mà trong tương lai đồng bào sẽ tìm hiểu biết thêm, cũng như tôi đã từng giúp Tổng thống Mỹ và nước Mỹ save life hàng chục ngàn lính Mỹ cũng như hàng trăm ngàn dân Iraq khi mà cuộc chiến Iraq bắt đầu xảy ra, và nhiều việc nữa mà Thượng Đế đã dùng tôi để làm. Chứ thật sự thì tôi cũng chẳng có quyền năng gì đâu. Tuy nhiên, Thượng Đế đã thương xót và đã dùng tôi để làm những việc mà tôi cho là vĩ đại. Kính thưa đồng bào thương mến. Và đương nhiên, bây giờ lại có một việc vĩ đại nữa mà Thượng Đế mời gọi tất cả chúng ta cùng nhau làm việc vĩ đại. Tức là làm việc
chuông gọi hồn trình diện cha trời thượng đế toàn năng và việc làm hội đồng cứu nguy dân Việt và nước Việt. Kính xin tạm biệt. Thành thật cảm ơn.